Chào anh chị, tôi là Tam Nguyên. Hiện tại tôi đang là tổng thư ký của Hiệp hội Phong thủy Dịch học Thế giới tại Việt Nam. Tôi đã có quá trình huấn luyện và đào tạo trực tiếp trên 2.000 giờ cho trên 30.000 học viên trên toàn quốc về việc ứng dụng các khoa học liên quan đến phong thủy vào cuộc sống để giúp anh chị cải thiện được sức khỏe, cải thiện được gia đạo và cải thiện được tài lộc trong gia đình. Thì anh chị sẽ nhấp ấn vào nút đăng ký phía dưới để tôi có được cơ hội để thường xuyên chia sẻ với anh chị những kiến thức này. Xin cảm ơn. Các bạn thuộc từ giáp sắp bắt vì đinh mùi tên thương quý chưa? Có thuộc không ạ? Thuộc thì dậy bấm, không thuộc thôi khỏi dậy. Đúng không ạ? Có thuộc tí xỉu dần mã thì kỵ mùi thơ thôi không ạ? Có thuộc chỉ cần thuộc đấy, tôi chỉ cần chị thuộc là giáp ất bính đinh mẫu kỷ canh tân nhâm quý. Rồi các bạn chỉ cần thuộc là tí xỉu dần mão thìn thị ngọn mùi thân dậu tuất hợi. Chỉ cần thuộc mỗi cái đấy thôi là tôi dạy anh chị là chỉ cần nói ông nào tuổi gì bấm phát bệnh gì luôn. Bấm 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 tay phát như thế này. Thuộc không? Bây giờ hướng dẫn cái món đấy nhá. Ông nào thuộc thì bấm, không thuộc thì về học. Được không? Này, ông nào mà thuộc thì bấm. Bởi vì là chúng ta, đúng ra là tôi sẽ, khi tôi giảng, cái kinh nghiệm của tôi là tôi sẽ phải đứng nói về nó tập 15 phút rồi mới sẵn sàng trả tay. Thế thì các bạn thuộc đúng không? Đúng không? Xem nào. Bấm trên tay chứ, bấm đi đâu. Chắc đặt bóng tay như thế này. Đây, cái tay đây. Đấy. Bóng tay. À. Không, bởi vì đây là cái tay. Ví dụ vậy. À, ví dụ đây là cái tay đi. Vẽ xong phải định nghĩa rằng là cái tay thì tin là cái tay. Được chưa? Tay gì đấy ạ? Tay trái. Như vậy là tất cả các pháp bấm đều bấm vào tay trái. Bên trái là dương đúng không ạ? Như vậy bên trái là bên khởi dương. Đúng không ạ? Bên trái khởi dương cho nên thành ra người ta cộng một việc hoặc bấm cái gì thì bấm bên tay trái, không phải bấm tay phải. Cái này bị âm. Cho nên là bấm bên tay phải. Thực ra do ngón tay phải nằm bên trái cho nên là phải bấm vào tay trái nó mới dễ. Chứ tay này không thuận kim hồ bị vặn. Để dùng bấm tay trái được chưa? Rồi, chúng ta sẽ có hai cái vị trí trên tay như sau. Ở vị trí chỗ này đúng không ạ? Chúng ta sẽ có vị trí chỗ này là 2, vị trí chỗ này là 3. Đây là cái tam giác. Được chưa? Đây là cái tam giác. Đây, tôi cho nó chiếu lên cho chị nhìn thấy cho dễ. Được chưa? Chúng ta sẽ có đây là tí xỉu này. Đếm tí xỉu này. Dần mão này. Thìn thị này. Đây là ngọ mùi này. Thân dậu này. Đây là tuất hợi này. Rồi, dễ chưa ạ? Mày bấm theo thôi, là tí xỉu này, dần mão này, thiên tị này, ngọ mùi này, thân dậu này, tuất hợi, được chưa? Các làm được chưa? Dễ đúng không? Làm lại cái nữa cho nó chắc. Tí xỉu, dần mão, thiên tị, ngọ mùi, thân dậu, tuất hợi, thấy chưa? Ngon ngon này, thôi rồi đến bài. Thế tức là bấm được cái gì đâu? Thầy ra thấy mấy ông thầy bấm trên tay không phải là ông ấy bấm chơi đâu. Bấm thật đấy. Đúng không ạ? Bắt đầu nhá, chúng ta này. Tôi quy định, chúng ta quy định với nhau nhá. Là chỗ này thì là ngũ hành của kim. Ừ, kim, đúng không ạ? Ở đây là mộc. Bên này là hỏa. Cứ đọc theo thuận mồm. Cái từ gọi là kim mộc thủy hỏa thổ ấy. Thực ra nó từ phương pháp bấm này nó để chúng ta nói ra. Ờ, chính giữa. À, đây là kim mộc thủy hỏa và đây là thổ. Chưa? Thấy năm cái chưa? Rồi, quy tắc chúng ta chạy theo hình số 8. Hình số 8 chạy nhẹ nhá. Đúng không ạ? Quy tắc chúng ta chạy như sau này. Đầu tiên là đi như nào nhỉ? Từ kim 1 này, 2 này,
đúng không? Rồi 3 này, 4 này, 5 này, rồi quay xuống. Dễ mà. Đầu tiên này, 1 này, được chưa? Nhìn tay tôi làm trước này. 2 lên đây này, đúng không? 3 đây này, đúng không? 4 vào đây này, 5 lên trên này. Được chưa? Nhìn này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Thấy dễ chưa? 1 này, 2 này. Thực hành thử xem nào. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5. Được chưa? Xong. Đúng rồi, 5. Rồi xuống đây là 6 này. Đúng không ạ? Ví dụ bạn này sinh năm 1996, tuổi Bình Tý đúng không? Tuổi Bình Tý đúng không ạ? Bấm này, nhìn này, Tý Sửu này. Dự thấy Tý rồi đúng không? Bấm tiếp này, Giáp Ất này. Đếm, đầu tiên đếm đến khi nào thấy Tý thì thôi. Đếm đến khi nào thấy Bính thì thôi. Nhìn này, từ vị trí 1 tuổi Tý Sửu dần bão đến vị trí 2. Thì vị trí 3 đúng không? Tìm được tuổi tương ứng thì lại tuổi Giáp Ất. Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý, dừng tại ngũ hành nào thì lấy ngũ hành đấy là ngũ hành của đạo âm. Nhìn này, Tí Sửu đúng không ạ? Thấy Tí rồi thì bắt đầu bấm là Giáp Ất. Đấy, vẫn đứng đây. Bấm chi trước xong đấy bấm gan. Tí Sửu này, bấm Giáp Ất này. Ở Bình Đinh, thấy Bình Đinh, thấy Bình rồi đúng không ạ? Thấy chữ Thủy đúng không ạ? Vậy bạn là Mệnh Thủy. Thế là ra luôn. Ừ, thế thôi. Ừ, thế mà có gì đâu. Ở ví dụ như anh Minh, bạn Minh sinh năm bao nhiêu ạ? Tân Dậu đúng không ạ? Tuổi Tân Dậu, bạn kiểm tra tuổi Tân Dậu xem là can Tân với địa chi Dậu kết hợp với nhau tạo thành ngũ hành gì. Mình bấm này, Tí Sửu này, Dần Mão này, Thìn Thị này, Ngọ Mùi này, Thân Dậu đúng không ạ? Rồi Giáp Ất này. Giáp Ất này kính từ trên đấy. Đây, đi đến thời dừng đâu khởi đó. À, dừng đâu khởi đó. Giáp Ất này, Bình Ninh này, Mậu Kỷ này, Canh Tân này, với anh Mạnh Bộc. À, dễ mà. Nhưng mà sao hỏi chú tuổi gì mà không có những em rất là ngon không? Ờ, mọi người chuyên nghiệp hơn đấy ạ. Đúng không ạ? Dễ mà. Ví dụ nhờ, ví dụ này, một bạn mà sinh năm 76 đúng không? 1976 đúng không? 1976 là tuổi Bính Thìn. Các bạn phải thuộc can, phải thuộc chi. Sau đó dùng một kiểu trò lắm. 76 tuổi Bính Thìn đúng không? Làm này, Tí Sửu này, Dần Mão này, Thìn Thị này, dừng rồi đúng không? Sắp mất, Bình Định. Mẹ ông là Mệnh Thổ. Xong Bình Đinh xong đến cái gì đấy nhỉ? Bình Đinh Mậu Kỷ. Nhưng mà Bính rồi. Thôi. Canh Tân. Canh Tân. Người Nhâm Quý đây. Nó quay lại cái bản này. Vâng, thế này. Ây, à chắc lắm. Ây, à chắc lắm. Ây, à chắc lắm. Dễ mà. Anh chị chỉ cần chịu võ cùng can chi. Tôi dạy anh chị khoảng tầm trên 100 võ tiểu xảo bấm tất cả mọi thứ. Đúng không ạ? Cùng nhiều. Nhìn này bấm rất dễ đúng không ạ? Chỉ cần biết được thiên can và địa chi của năm sinh người đó là chúng ta hoàn toàn để tính toán ra mệnh của họ được. Vào ngày đẹp rồi, không có điện thoại di động. Đúng không ạ? Bất điện. Đúng không ạ? Chuyến tranh đổ ra chả bấm tay như làm gì được. Bấm tay nhanh hơn. Và cần nhanh hơn điện thoại nhiều. Cha ra đấy. Ví dụ một bạn sinh năm anh xem bao nhiêu nhỉ? À, tuổi Giáp Tý. Giáp Tý 1984. Kẹo rất kiểu gì hỏi làm sao bấm Giáp Tý 984 mà. Đúng không ạ? Ví dụ Giáp Tý 984 đúng không? Chúng ta sẽ là Tí Sửu này. Thấy Tí rồi đúng không ạ? Giáp Ất luôn. Đúng không ạ? Thấy Giáp luôn, dừng luôn, thì ông Minh Kim luôn, không thể tính.
Phương pháp này là phương pháp bấm nạp ông rất nhanh. Bấm nhanh nạp ông. Đầu tiên là khởi địa chi, sau đó là khởi thiên can, khởi theo cặp, và cứ dừng nửa đâu thì ngũ hành đấy là ngũ hành bản mệnh. Nạp ông. Rõ chưa? Dễ ơn. Anh chị về bấm được cũng rất là giỏi. Đúng không ạ? Bởi vì chúng ta cần làm sao? Luyện tập không? Anh chị cần chụp cái này lại ạ. Anh chị chụp cái này lại là anh chị về chị sẽ làm được ạ. Cái phần này nó liên quan đến cái cách tính. Cái phương pháp này là phương pháp rất là dễ để chị có thể tìm ra cái bản mệnh nạp âm. Để chúng ta thực tế thì cái phương pháp này để chúng ta thuộc được can chi và chúng ta cũng thuộc được cái mối tương quan quan hệ của ngũ hành để chúng ta sử dụng cho các dụng cái việc khác nữa. Chứ công nghệ bây giờ thì chúng ta có thể lên mạng mà rồi dùng ứng dụng nó sẽ ra ngay. Nhưng mà tự nhiên lấy điện thoại là bấm bấm nó vẫn rơm. Được chưa?